Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa khởi tố bổ sung vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thế Bình, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí hàng chục tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông Nguyễn Thế Bình, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, trong quá trình tổ chức mua sắm trang cấp thiết bị cho các trường năm 2019 và 2020, ông Bình đã có những hành vi sai phạm trong việc cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường, cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình. Mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định của phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Hôm nay, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Sang, sinh năm 1999, trú tại phường Thủy Vân, thành phố Huế về hành vi giết người. Khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 1 sau khi nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Tấn Sang ngăn chặn các phương tiện lưu thông trên đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân, thành phố Huế, Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân và Trung úy Dương Văn Minh Hiếu, cảnh sát khu vực cùng bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường để vận động, nhắc nhở và yêu cầu đối tượng Sang quay trở lại nhà. Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Sang không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại, sau đó chạy về nhà, cầm theo một con dao Thái Lan, bất ngờ tấn công tổ công tác trước hành vi nguy hiểm của đối tượng, đại úy Trần Duy Hùng và các đồng chí khác đã dũng cảm áp sát khống chế bắt giữ đối tượng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại úy Trần Duy Hùng đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào cổ và ngực và không qua khỏi do vết thương quá nặng. Hôm nay tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép che giấu tội phạm xảy ra vào đêm ngày 10, dạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại huyện Trư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn, xét hỏi các bị cáo tại phiên tòa. Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi đối với 94 bị cáo, 9 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và 7 người bị hại, đại diện hợp pháp của người bị hại có mặt tại phiên tòa. Hầu hết các bị cáo bị truy tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và khủng bố đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận cáo trạng mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội. Đồng thời các bị cáo trình bày do nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị rủ dê, lôi kéo, kích động nên đã tham gia thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày mai, hội đồng xét xử sẽ tiếp tục làm việc.